Nể mặt huynh lắm, ta mới nhận cây trâm này đó nha. Ta biết chứ, người đẹp như muội thì biết bao nhiêu Dương Tông công tử cầu cạnh. Nhưng ta không màng, ta cũng không cần họ, vì họ không hề thật tình với ta. Họ chỉ muốn xem ta như một thứ đồ chơi. Ta sẽ bên cạnh muội, muội cần gì ta sẽ giúp. Sa chân vào chốn này, ta chỉ cần tiền để trả nợ và chuộc thân mình mà thôi. Thiệt vậy sao? Trước mắt thì ta chỉ cần khoảng 100 tiền thôi. Ờ, được rồi, ta sẽ giúp muội. Sao rồi, hắn ta nói như thế nào? Tất nhiên là hắn đồng ý giúp em rồi. Làm sao mà hắn thoát khỏi bẫy tình của em được chứ? Anh có việc cần một số tiền lớn, khoảng 100 tiền. Hai em có thể mượn giúp anh được không? Anh dùng vào việc gì? Anh không thể nói ra bây giờ được, nhưng mà đây là việc chính nghĩa, anh không làm không được. Anh đã cho tụi em thấy anh là một người đàng hoàng tử tế. Như chuyện anh mượn bạc lần này, tụi em sẽ cố gắng lo liệu cho anh. Nhưng mà phải 10 ngày nữa tụi em mới thu tiền hàng đủ. Sao lâu vậy? Dù ta đã nắm tay nhau thật chặt.